Rồi, chào anh em nha. Hôm nay là 16 tháng 1 2022, lên cho anh em tiếp một con cúp 86 50 FI đời 2009 nha anh em. Xe sơn xi jin toàn bộ, chạy nổ im bình thường. Anh em về dành đi chợ, đi cà phê, cà pháo rồi ok nha. Con này mình bán là giá là 19.500.000 nha anh em. Xe mộc, im, chưa dọn, không bắn tốt nha. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 nha anh em. Cúp 86 50, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn ha. Rồi quay cảnh dưới đế cho anh em xem ha. Xe này mình bán là 19.500.000 nha. Đó, ba ga zin, xi zin. Xe này thì cái yên là đế mốt zin da lập lại nha. Bẩn zin chưa cạo, đúng bẩn zin theo xe, chưa cạo, chưa đánh bóng nha anh em. Em còn đầy đủ hết luôn. Xe thì tùy vào tình trạng xe thì giá cả nó khác nhau nha anh em. Xe nó không phải xe cổ thì nó không phải lúc nào là giá có nhiều anh em thôi. Hôm qua bán tao 23 triệu, 25 triệu, nay bán có 10 mấy triệu, tùy vào tình trạng xe ha. Nước sơn này kia thì cái xe nó dẫn đến cái giá trị nó khác nhau. Hoặc là xe mình mua được cái giá tốt thì mình bán giá tốt cho anh em. Bốn cái nhan rất là đẹp luôn. Mười chín triệu 500 cho con này nha anh em. 86 50 FI đời 2009, cầm đùm nền sáng bóng nha. Rất là đẹp luôn. Máy móc sạch sẽ khô ráo, chạy nổ nhẹ nhàng. Dòng này đi cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Mình cũng nói luôn, có nhiều anh em hỏi rồi sao cái xe này là coi đát ở đâu. Thì những cái dòng xe mà FI đời cạo này á, mình sẽ coi đát là mình tháo ở trong những cái dàn nhựa ra. Mình trong đây nó sẽ có đát xe đó. Còn những cái cặp bánh mà đời cao thì đát nó sẽ không nằm trên đan bánh. Còn nhiều xe mà dạng xăng cơ đát thấp á, đát thấp thì cái đát xe nó sẽ nằm ở trên cái vành bánh xe ha. Còn những cái dòng mà xe mà FI như vậy nè, mình coi đát rồi mình tháo trong những cái đồ nhựa của xe này ra là mình sẽ thấy đát. Cái hộp sơn tuyệt vời luôn, cầm bình này mà như sơn zin 100% nha anh em, không bắn tốt. Cầm đùm liền sáng bóng. Những cái dòng xe 86 này á, đồ nhựa là nhựa màu nha anh em, nhựa màu, còn không phải là nhựa sơn. Bông keo cực đẹp. Đó, đây mình bán đúng chất xe mộc nè, không có gọi là cạo hay đánh bóng vậy đó, đúng riêng nguyên bản theo thời gian. Rồi con này mình bán 19.500.000 nha. Xe có bẩn nha, bẩn riêng theo xe. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332.